Bạn ấy có được một cái tình cảm ở trong lòng, một cái người sống tình cảm chứa chan nó mọi nhiều thứ. Được cái là hai anh em từ trước giờ là không có gọi là xích mích, không có gây lộn. Từ lúc sinh ra tới giờ là anh hai cũng chưa giờ quýnh em cái nào, cũng chưa bao giờ em có lì như thế nào, ngày nay chỉ là vài cái. Có bao giờ mà có những cái trận mà gọi là chuyện không hiểu nhau, rồi có bao giờ cãi lộn nhau không? Không, cái chuyện đó không có. Tự vì mình với thằng Tăng là tới trên là tới 9 tuổi là 9 tuổi, đúng rồi. Dạ. Nó quá nhiều chứ không có gần, dù mà gần gũi cách nhau 2-3 tuổi thì còn có là trong đó thì em nhỏ thì hai lớn rồi. Thì ví dụ em có là gì tên hai cũng nhường, chẳng mất cũng chịu em hết, là tại cái tuổi nó quá chân lệch nhau, cho nên thì cũng không bao giờ có cái chuyện mà tranh giành hay là gây gỗ hay là gì. Mà nó hai anh em nó con cái là rất là thương, coi như là người nguyên một xóm luôn, ở đó là cô ở 60 năm luôn rồi. Dạ. Hai anh em không bao giờ gây lộn, đánh lộn một cái gì hết. Thứ hai mà hai anh em mới chở đi ra ngoài đường mà gặp cô ở ngoài đường cũng ngừng lại ôm mẹ hung ở ngoài đường á. Giờ cái mấy bạn ấy, trời ơi, tôi thấy cái thằng này nó đóng hài mà sao mà nó ôm bà nó hung à. Tôi nói con tôi nói trời ơi, con bà mà đóng hài mà bà đi quét đường, con bà đóng hài giàu lắm á. Giàu đâu giàu, con tôi mới vô nghề thôi đâu có tiền đâu giàu. Mình cũng vinh hạnh một chút như vậy. Nhân tiện đây thì con sẽ hỏi một số cái câu hỏi để xem coi hai bạn này có hiểu về mẹ mình hay không. Thì bây giờ con muốn hỏi cô đó, là mỗi một khi mà cô bực lên, cái câu đầu tiên cô nói ra đó là câu gì? Mỗi lần mà bức tụi nó, ơi cái thằng khốn nạn, ơi cái thằng khốn nạn. Rồi, cô thích nhất là ăn món gì? Bản thân cô thích là ăn mắm kho. Mắm kho, rồi. Người miền Tây. Đó, cái điều gì mà cô chưa hài lòng ở Tân? Không, hài lòng Tân là nhậu xỉn bề bộn lắm. Tại vì tật xấu của Tấn là gì? Nó không có tật gì xấu á. Ngày sinh nhật của cô là? Ngày 16 tháng 6. Ngày 16 tháng 6. Ngày sinh nhật của ba Tân 26 tháng 3. Trước giờ là Tân nó có hay tặng quà cho cô? Hồi đó thì không có tặng, có cách thì 4 năm. Dạ. Tự nhiên gần tới Tết Tây á, nó nói nè mẹ con đưa tiền cho mẹ đi chợ nấu ăn. Cái đi chợ về nấu ăn sao chọn ra ăn xong nói Quyên nói khoan mẹ, ai về vô lấy mua cái hộp lớn gì nè. Dạ. Bể sắt cầu vòng mấy cái hộp mút đó. Tăng ông để là tiền nhỏ lớn ở dưới, tiền lớn dưới rồi tiền nhỏ mình lên luôn. Nó nói ngày mai sinh nha, ngày mai Tết Tây con tặng mẹ cái này. Mẹ mở móc ra đi. Tôi nói trời ơi móc ra gì đâu mà cho tiền giấy mà 5.000, 10.000 không mà cũng tặng gì. Nguyên Quyên nó cười nó. Hỏi gì em? Mình tới thôi anh. Ở trước mặt anh nè. Mở cửa nghe. Trời ơi, thằng Tân. Rồi rồi. Chào chị. Chào em. Làm bí ẩn quá à, làm như tôi xa lạ với thằng Tân lắm vậy đó. Nhà em có chuông, mình bấm chuông chứ mình gõ thì anh. Em biết cái chương trình này tên gì không? Gõ cửa thăm nhà. Thành ra nếu bấm chuông thì là nó sai format. Nghĩa là phải gõ cửa. Phải gõ cửa. Rồi chứ vô nhà sao có cho vô nhà không? Dạ, vô. Rồi. Chú như bây giờ là chú đóng vai ba con. Nghe con Linh Facebook quá, con quen con nhỏ kia hot girl. Nhà nó nước ngoài giàu lắm. Đây sẽ là bằng chứng. Má lại. Phóng viên. Mà tao mắc ói mà cho tao mượn cái bịch tao ói. Thôi lúc mà đi tao đem theo 10 bịch, tao hết 10 bịch rồi. Úi da, tèn. Bữa nay không có một cắt. Em nào chưa đóng học phí, đứng lên. Em hát nữa hả? Bây giờ nó hát nữa hả? Trời, giọng ca cứu chó, vậy ai cứu tôi? Anh, đây là mẹ em. Đây là anh hai em. Em thì độc quyền nhà có hai anh em thôi. Em giống ông nội. Anh hai giống mẹ. Cho nên là hai anh em ít như đường không có nói hai anh em hết trơn á. Đúng rồi, nhìn không có liên quan tới nhau luôn. Anh Tân là tên gì? Em Tân Tính. Cô xin phép hỏi là cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cô 60 tuổi. Dạ. Tân, cái nhà này là nhà riêng của vợ chồng em hay sao? Không, này là em thuê ở đỡ thôi à. Tại vì em thì vẫn còn nhà ở bên đây, cách đây chắc chừng 300 mét, là do là đợt vợ có bầu á, rồi các em ở tầng 2 lận, mà cầu thang thì đứng quá. Thì cho nên là đi lại cũng có cho vợ đó, cho nên em thuê đỡ ở đây. Trước giờ là
em cũng muốn ở với mẹ, ở gia đình cho nó vui vẻ chứ em sẽ không ở riêng. Ủa, Quyên với con em thì sao? Nắm con đi rồi, nắm con đi rồi. Đi đâu? Về quê thăm bà ngoại. À, chỉ là thăm thôi đúng không? Em trời ơi, em làm mình mất hồn. Ừ, đúng rồi. Ẩm con đi rồi anh, ẩm con đi rồi anh. Trời ơi. Cái giống mặt cô nó dễ sợ lắm. Giống như là cô lụ mà ẩm con đi vậy. Ừ, nó làm mất hồn luôn á. Dạ, vậy về tỉnh qua là bà ngoại thì thương nhóc nhỏ cho nên là cho về về ngoại chơi. Đi lâu chưa? Một tháng rồi. Còn bây giờ thì cô là ở nhà là ở với ai? Ở với trai lớn với con dâu với hai đứa cháu nội. Rồi cô là chạy qua chạy lại hai nhà để chăm cho hai anh em. Anh Tuấn, anh thì là bây giờ là anh ở với mẹ. Vậy thì cái khoảng thời gian mà Tân không ở chung nhà nữa thì anh thấy là mọi cái sinh hoạt ở trong gia đình đó, cũng như là cái nguồn kinh tế mà phụ mẹ nó như vậy thì nó có bị ảnh hưởng được cái gì không? Tân thì gia viên cũng không có ảnh hưởng thì nó cũng vẫn lo cho mẹ bình thường chứ không có bỏ bê. Dạ. Mà con cái thì nhiều khi buổi tối, nhiều khi anh em rồi, nhiều khi nó ở bên này á, những lúc trước á thì gặp nhau nói chuyện một hai câu rồi cũng vui vui, giờ nó đi riêng thì cũng hơi buồn chút. Em hỏi một cái này nó hơi tế nhị xíu. Một ngoài cái nguyên nhân á là do cái cầu thang nó dốc, còn có lý do gì mà Tân ra riêng ở hay không? Không, nói chung là trong gia đình anh em thì trước khi về là em đã dặn hết trơn là không có chuyện đó. Thứ nhất là chị em bằng dâu, ví dụ như mình muốn cái gì mình phải nói cho em mình biết. Yeah. Cái này cái nọ đâu đàng hoàng chứ không có đi ra đường mà la làng. Yeah. Cái chuyện đó là mình phải cân nhắc trước. Ví dụ mình không thích em mình cái gì thì mình phải nói, hai chị em tâm sự với nhau chứ đừng để anh em mất lòng. Khi mà ra riêng như vậy mà lo cho vợ con rồi lo cho chuyện thuê nhà nữa, thành ra là sẽ có rất là nhiều khó khăn với em. Thì có bao giờ em cảm thấy em bị đuối không ta? Chắc thì cũng có đuối á, mà do thì em cân nhắc được. Bản thân em bây giờ á là em thiếu thốn chứ em không để cho con em thiếu thốn bất cứ một cái gì hết. Tại vì mình đã từ nhỏ mình đã khổ rồi, con mình có khổ nhưng mà cũng không cho nó khổ bằng mình. Em có làm sao thì em sống vậy, và vợ em cũng vậy, hai chồng có làm sao mình xài vậy, có nhiều ăn nhiều thôi. Thí dụ bây giờ bữa cơm mình tay mình ăn hai chén thì mình không có mình ăn chén thôi, tự tối kiếm chén khác mình ăn. Cái bụng này ăn một chén sao đủ. Không biết là Tân ơi, ở nhà này á là ai là người nấu cơm? Từ lúc mà vợ em đi tới giờ là em ăn cơm tiệm không? Tự hào quá. Nhưng mà hôm nay anh với chị Lan không muốn em mua cơm tiệm về lại anh. Thì giờ anh tính sao đây? Có mẹ em đây. Nó rất là thật. Nó rất là thật lòng, thật dạ, dễ sợ luôn. Nhưng mà bây giờ có anh chị tới đây rồi thì em nấu mà dù mà nó không ngon là muốn anh chị đâu ghé nhà em nữa. Cho nên em có ngoài đầu bếp chính qua. Bán cái. Nhân cơ hội là bạn Ngọc Lan và bạn Thanh Tân đi xuống dưới trò chuyện với nhau, thì ở trên đây Quốc Thuận xin được trò chuyện với cô Ánh. Cô nghĩ như thế nào về Tân khoảng trước đây và Tân của hiện nay, một nghệ sĩ mà giờ đã có chút tiếng tăm? Thì cô thấy giữa Tân bây giờ và Tân cách đây 5 năm thì nó có một sự khác biệt gì không? Cũng vẫn bình thường thôi, vậy ở đây chứ mà về bển người cũng y như cũ, cũng chơi cũng lối sớm cũng bình thường chứ không có phân biệt là giai cấp, là bây giờ có tiền không có tiền gì không có. Nó cho cô một tháng 5 triệu, mà tháng nào mà quay không được tiền nhiều thôi mẹ lấy nhiêu đây đi ha, tiền nữa con quay được cho mẹ bù. Có bù không? Bù khi mà nó đưa tiền cho cô á, nó cô hỏi chứ thì mẹ có tiền nhiều không mà cho mẹ nhiều. Nó có tiền mà con không cho mẹ, Nguyên nó cũng kêu con cho mẹ à, tại vì thấy mẹ cực hồi đó tới giờ cực khổ dữ lắm rồi. Trước đây là cô làm gì? Trước nay cô làm bên môi trường đô thị, làm vệ sinh quét đường. Rồi cô làm được 35 năm rồi cô hưu trí. Bây giờ cô cũng vẫn còn đi làm tư nhân, vẫn còn quét đường, vẫn không có quét đường mà mình đổ rác chân lật á. Con được biết thì lúc mà bác trai em còn sống á thì là bác trai cũng làm một công việc khá là vất vả, đó là công việc đập xích lô đúng không cô? Nào lúc nào cũng cực khổ, giai đoạn cực nhất mà hai vợ chồng cùng đi làm mà không có lo nổi cho thằng Tân đi học á. Mà nó cứ mẹ bữa nay sao mẹ không đóng tiền cho con đi học. Mẹ chưa có tiền, từ từ phải có tiền phải đóng với con. Ý đức ruột luôn, nhưng mà bây giờ sự cuộc sống của mình cũng phải chịu. Chị được biết á là em dành rất là nhiều tình cảm cho mẹ. Dạ. Đúng không? Cả hai anh em luôn, hai anh em đều dành tình cảm rất là nhiều cho mẹ. Mà
cái tuổi thơ của mình đó, nó cực khổ lắm đúng không em? Hồi nhỏ là 13, 14 tuổi là ra đường kiếm sống rồi. Ngày xưa còn bán giấy giò á. Nhà em với mẹ mà xưa giờ ở đây là mấy chục năm. À vậy hả? Trước giờ thì ngay gốc cái tư ô cơ lăn quân nè. Chạy hết nguyên đường mấy bán giấy giò nguyên hết luôn, ngã tư á. Nói chung là chỗ nào có thì ai mấy chỗ giò số đủ rồi mà thì... Vậy là vừa rồi cái phim Ròm khi mà được chiếu lên thì chắc em coi lại thì em nhìn thấy tuổi thơ của mình nhiều lắm. Đi trang đó, trong đó là sao là mình vậy? Không biết như thế nào chứ coi lúc đó là tự nhiên nó bị nhói tim. Nhưng mà thế rồi từ khi mà ba mất là một cái thay đổi trong cái gia đình rất là nhiều đúng không anh? Tinh thần thì nói chung mình bị mất mát quá lớn thì nó phải thời gian nó mới soi dịu được cái tinh thần đó. Lúc ba mất hai em không khóc kiểu giống kiểu như là không cảm xúc trong người rồi, nó không còn cảm xúc nữa thì hai anh em chỉ biết ôm hai thằng ôm nhau rồi, giống như hai thằng tự mách bảo, giống như là ba là mất rồi cho nên là hai anh em mình phải là nương tựa sống để mà ráng để cho mẹ bớt buồn. Ví dụ người ta thì nó thôi ba mất rồi mày lớn hay này kia nọ, còn em với anh hai là anh em tự ôm nhau rồi cái tự như là truyền nhau cảm xúc là ráng buộc anh em mình phải ráng, còn hai người phải ráng mà cho mẹ. Cô khóc là bởi vì không lo được cho con mình đi học tới nơi tới chốn đó. Con biết là đó là một cái nỗi lòng của người mẹ, một cái sự đau đớn ở trong lòng. Là lúc đó anh Tuấn thì sao con? Cũng học là tới nơi tới chốn, học tới lớp 5, lớp 6 nghỉ. Còn Đăng nó học được tới lớp 9, nó thi là lớp 10. Lên lớp 10 là chưa có đi học một ngày lớp 10 nào hết. Là có mấy người đi qua chơi bên nhà thiếu nhi quận Tân Bình đó, người ta mời nó đi đóng phim rồi cái đi luôn, đi theo luôn. Lúc mà Kim Tử Long mời đi hoạt cảnh ở Long Hải á, lần đầu tiên đi là Kim Tử Long hẹn 2 giờ là đứng ngay trường học Trương Vĩnh Ký có xe lợi rước. 1 giờ hai mẹ con ra ngoài đó ngồi. Mà mình lúc mà người ta lợi rước con mình đi, mình chực nghĩ tại sao mình không có quen người ta mà mình dám giao con mình cho người ta đưa đi. Nói bà ngoại hồi đó không có kêu nó bằng tăng, kêu nó, người ta kêu nó cu đái không à. Cu đái hả? Dạ. Cái nói trời, người ta mời nó đi hoạt cảnh với Kim Tử Long mà con không có biết mặt người ta, mà bây giờ giao cho nó đi rồi má ơi. Nói thì đâu có sao đâu, người ta đưa nó đi thì người ta đưa nó về, nhưng mà mình không biết mặt người ta. Nó mẹ mà ngoại cũng lo chứ. Giờ tới chiều sao càng ngày càng tối chưa có về, rồi 6 giờ mấy mới về lần. Ngoại nó kìa, nó về tới kìa, lo gì lo hoài mừng, mừng quá chừng luôn. Cô còn nhớ cái lần đầu tiên mà Tân nó cầm tiền nó biếu cho mẹ à, lúc đó là Tân nó mấy tuổi? Hồi lúc năm học lớp 10 đó, nghỉ học lớp 10 là bắt đầu bên nhà thiếu nhi quận Tân Bình mời đi quay Sớm Cào Cào á, là năm đầu tiên nhất luôn, là đi Củ Chi 2 tháng. Là người ta ký hợp đồng với nó mà đâu có biết ký hợp đồng là cái gì đâu. Người ta đưa tiền người ta không dám đưa cho nó luôn, tại vì nó quá nhỏ luôn. Người ta chỉ là đưa cho cô chỉ có 500 ngàn là đi quay 2 tháng mới về. Quay 2 tháng ở Củ Chi không có gì, lần nào đúng 2 tháng mới về. Rồi lúc đó đâu có điện thoại đâu mà xài đâu, cứ nhờ điện thoại cho người ta nhắn lại nói đó, con đi xong hả, mày biết không, một ngày cơm 30 ngàn mà con không ăn cơm chung, con lấy 30 ngàn con ăn có 17 ngàn à. Con còn dư ngày được 13 ngàn về mua bánh tráng từ gì vậy nè, hai mấy Tết á. Về cho mỗi người sắp, mình cũng nói hai con tôi đi quay mới về cho bà con một người sắp bánh tráng ăn lấy thảo. Bạn ấy có được một cái tình cảm ở trong lòng, một cái người sống tình cảm chứa chan nó mọi nhiều thứ. Được cái là hai anh em từ trước giờ là không có gọi là xích mích, không có gây lộn. Từ lúc sinh ra tới giờ là anh hai cũng chưa giờ quýnh em cái nào, cũng chưa bao giờ em có lì như thế nào, ngày nay chỉ là vài cái. Có bao giờ mà có những cái trận mà gọi là chuyện không hiểu nhau, rồi có bao giờ cãi lộn nhau không? Không, cái chuyện đó không có, tự vì mình với thằng Tăng là tới trên là tới 9 tuổi là. 9 tuổi, à đúng à, rồi dạ. Nó quá nhiều chứ không có gần, ví dụ mà gần gũi cách nhau 2-3 tuổi thì còn có này trong đó thì em nhỏ thì hai lớn rồi. Thì ví dụ em có là gì tên hai cũng nhường cho em hết, cũng chịu em hết, là tại cái tuổi nó quá chân lệch nhau, cho nên thì cũng không bao giờ có cái chuyện mà tranh giành hay là gây gỗ hay này. Mà nó hai anh em nó con cái là rất là thương, coi như là người nguyên một xóm luôn, ở đó là cô ở 60 năm luôn rồi. Dạ. Hai anh em không bao giờ gây lộn, đánh lộn một cái gì hết. Thứ hai mà hai anh em mới chở đi ra ngoài đường mà gặp cô ở ngoài đường cũng ngừng lại ôm mẹ hung ở ngoài đường á.
Giờ cái mấy bà nói, trời ơi, tôi thấy cái thằng này nó đóng hài mà, sao mà nó ôm bà nó hôn à? Tôi nói với con tôi nói, trời ơi, con bà mà đóng hài mà bà đi quét đường, con bà đóng hài giàu lắm á. Giàu đâu giàu, con tôi mới vô nghề thôi, đâu có tiền đâu giàu. Mình cũng vinh hạnh một chút như vậy. À, nhân tiện đây thì con sẽ hỏi một số cái câu hỏi để xem coi hai bạn này có hiểu về mẹ mình hay không. Thì bây giờ con muốn hỏi cô đó, là mỗi một khi mà cô bực lên, cái câu đầu tiên cô nói ra đó là câu gì? Mỗi lần mà bực tụi nó, ơi cái thằng khốn nạn, ơi cái thằng khốn nạn. Rồi, cô thích nhất là ăn món gì? Bản thân cô thích là ăn mắm kho. Mắm kho, rồi. Mình miền Tây. Đó, cái điều gì mà cô chưa hài lòng ở Tân? À, không, hài lòng Tân là nhậu xỉn bề bộn lắm. Tại vì tật xấu của Tấn là gì? Nó không có tật gì xấu á. Ngày sinh nhật của cô là? Ngày 16 tháng 6. Ngày 16 tháng 6. Ngày sinh nhật của ba Tân? 26 tháng 3. Trước giờ là Tân nó có hay tặng quà cho cô? Hồi đó thì không có tặng, có cách đi 4 năm. Dạ. Tự nhiên gần tới Tết Tây á, nó nói nè mẹ con đưa tiền cho mẹ đi chợ nấu ăn. Cái đi chợ về nấu ăn, sao chọn ra ăn xong nói Quyên nói khoan mẹ, ai về vô lấy mua cái hộp lớn gì nè. Yeah. Bảy sắc cầu vòng, mấy cái hộp mút á. Tăng ông để là tiền nhỏ lớn ở dưới, tiền lớn dưới rồi tiền nhỏ lên luôn. Nó nói ngày mai sinh, ngày mai Tết Tây con tặng mẹ cái này. Mẹ mở móc ra đi, tôi nói trời ơi, móc ra gì đâu mà cho tiền giấy mà 5.000, 10.000 không mà cũng tặng gì. Con Quyên nó cười, nói mẹ móc dưới đi nhiều lắm á. Móc lên là giấy 500.000, không đếm được 26.500.000. Vậy là số tiền là 26.500.000. Vậy thì bây giờ con hỏi cô nè, cô thích được nhận quà từ ở Tân, hoặc ngay cả Tuấn luôn, cô thích nhận được quà gì? Không, cô coi như là con, đứa nào cũng con, đứa nào muốn tặng cô cái gì tặng. Chứ món không, không, không thích gì hết. Tức có nghĩa là kết quả là gì? Món gì cũng được. Miễn có là được. Miễn có là cái được. Gì cũng được. Rồi, bấy nhiêu câu hỏi đó. Chút nữa cô cứ ngồi im, cô ngồi cô cười. Với lại cô ngồi cô nhìn ra được cái chân tướng của hai đứa nó. À, đúng biết có hiểu mẹ nó hay không nha. Nhưng mà chị hỏi cái này nè. Khi mà em đã chọn cái con đường nghệ thuật á, em có lường trước được, em có hình dung ra được cái đường đi của em ở cái tương lai nó như thế nào? Nói thiệt ra mà mình làm nghề đó, ai mà nói mình không muốn nổi tiếng á là nó xạo. Ai cũng muốn mình phải nổi tiếng để gì, thứ nhất mình được khán giả yêu mến, thứ hai cuộc sống mình ổn định hơn. Thật sự luôn là có một giây phút nào em chạnh lòng không? Thì cũng có, khi mà em chạnh lòng là tại giống như là em hiện tại, nếu chính xác nghề nghiệp, cái nghề của em là từ năm 2005 tới giờ là cũng 15 năm không. Em chỉ chạnh lòng mà tại sao trong 15 năm đó mà đi làm mà mình vẫn chưa nổi tiếng như người ta này kia, thì em đôi lúc thì em cũng chạnh lòng đồng nghiệp như họ, tại sao mà họ cũng xuất phát điểm như mình, tại sao họ vậy. Nhưng mà từ cái chạnh lòng đó thì mình phải rút bài học cho mình, làm như là tại sao mình phải cố gắng làm sao để mà được như ta là. Thôi bây giờ em cảm thấy em cảm ơn ông trời vì em có một gia đình vậy không? Hiện tại giờ em rất may mắn, em rất hạnh phúc khi được em có mẹ, em có anh hai, em có chị dâu và em có vợ, em và có hai cháu này. Em thực sự là em rất hạnh phúc. Nhiều khi bây giờ có tiền cũng mua không được cái niềm hạnh phúc của gia đình em. Em nói thiệt, khi mà em lấy vợ, khi anh hai lấy vợ, giữa vợ em với vợ anh hai được hòa thuận nhau, không có vấn đề. Em ví dụ mà nhiều lúc mà vợ em có bận công chuyện gì á, vợ em cũng kêu chị hai à đi giùm cho em, hay là chị ơi chị hai chở em đi này kia nọ. Chị là hai chị em luôn. Chị biết hai đứa cũng khá lâu. Và cái này chị cũng nói, chị chia sẻ luôn, cái này là góc bóc phốt nè. Đó là có một giai đoạn chị thấy Nguyên nó rất là tội nghiệp. Yeah. Bởi vì cái công việc của em, bởi vì cái cách sinh hoạt của em, nó chưa có phù hợp với lại cái mong muốn của bé Nguyên. Yeah. Thời điểm đó thì chẳng qua là mình còn ham chơi với bạn bè, mình không nghĩ tới vợ em nó đang suy nghĩ gì và nó đang cần gì. Em cứ nghĩ là cứ mình làm về xong cái mình gặp vợ, nói chuyện vợ ba coi cái mình đi chế với bạn bè này kia nọ, trong thời gian là một cái khoảng thời gian này mà khi mà em có con rồi thì em cảm thấy là cái khoảng thời gian như rồi thì em quá bày với vợ. Vợ em muốn chịu đựng tới giờ cũng hay lắm. Tức là từ khi có con mới nhìn ra được bản thân của mình. Dạ đúng rồi, khi mà có con thì em tự cảm nhận được là mình phải như thế nào, mình phải giỏi để cho mà vợ mình thấy được mình như thế nào và mình cần vợ và con như thế nào. Cô ơi, đây là món gì vậy cô? Canh chua rau nhút nấu dưới là cá bớp. Trời ơi, bá phát, bá cháy luôn. Cô, Tân á cô, có khoái ăn món gì nhất cô?
phải ăn trứng chiên. Trời ơi. Rồi ổng ghét nhất món gì? Ảnh không thích ăn cá. Rồi bữa nay bây giờ mình làm toàn là cá hết đi cô. Cá nhưng mà tại vì cá này không có xương. Trời ơi, phải biết nãy xuống dưới mua con cá chốt chứ. Mua cá rô lên làm cho nó ăn ha. Nó ăn cá gì hay là tôm mà không lột vỏ nó không ăn, nó mắc xương rồi nó sợ lắm, nó không dám ăn. Bây giờ hỏi nhỏ chút xíu nè. Ảnh mà mỗi lần ảnh gây lộn với Nguyên, với vợ ảnh á, thì có về kể cho cô nghe không? Ở bên này thì có gây lộn thì không biết, còn ở bên nhà Bánh gây lộn là tối ngủ với cô. Trời à, bị vợ đạm giường đúng không? Không có đạm giường, là nó không có lên lầu. Trời, hai vợ chồng mày gây lộn mà dắt bắt mẹ dắt lên lầu mà. Nhờ mẹ lên dẫn quà. Trà ngon quá, nghe cái mùi hấp dẫn quá cô ơi. Wow, trời ơi, nhìn một cái mâm cơm mà rất là Việt Nam nha. Không có một cái món nào mà like hết trơn á. Anh ơi, mình cảm ơn chủ nhân rồi mình ăn lên thôi chứ đâu. Mình rất cảm ơn cô ảnh đã coi như ra tay để mà làm một cái bữa cơm mà đạm bạc như thế này. Dạ. Tân ơi, trong năm món này em khoái món nào nhất? Đây. Để nghe em là biết rồi. Để nghe em là biết rồi. Rồi anh Tuấn là món nào? Hai món là anh thích. À. Thôi chịu hết nổi rồi, xin phép cô ăn đi cô. Anh nói cái mày, chị ăn cơm. Mời mẹ nó ăn cơm. Cô bình thường Tân nó có hay về ăn cơm với mẹ không cô? Có. Coi như nếu mà đi nguyên ngày là không có về, còn về một buổi là về ăn cơm. Tại nó không có vợ ở nhà nó gì ăn cơm. Nếu mà để ăn chung với ba mẹ con á là lâu, còn nếu mà hai mẹ em con với mẹ thì vậy, mà anh hai ăn với mẹ thì thường xuyên. Anh hai nhiều khi làm mệt, dù làm đêm á thì tới 6 giờ sáng anh hai mới về. Thì anh hai ngủ một cái tới chiều. Thì em qua ăn cơm trưa thì em ăn với mẹ. Còn ví dụ kia thì em không có nhà làm thì mẹ cơm với anh hai với chị dâu. Bao lâu rồi mới ba mẹ con mới ăn chung như vậy? Chắc nửa năm hơn quá, chắc nửa năm hơn quá. Ồ. Cảm giác như thế nào khi mà ngồi ăn cơm như thế này hả bạn? Nhất nhất là cảm giác này ăn cơm với mẹ với anh hai thì nó vui. Thứ hai nữa là có anh chị nữa thì hưng phấn hơn nữa. Dạ. Thấy có thiếu thiếu gì không? Thiếu vợ. Mỗi lần ăn về nè Tân, em nhớ ba không? Thời gian đầu thì còn nhớ không biết, nhưng sau này thì cái bị quen á, nhưng mà nó rơi vào một trường hợp nào mà nó giống như ngày xưa á thì nó sẽ lại nhớ. Trong cái ký ức của em á, ba em là như thế nào? Thời lúc còn nhỏ á, nhỏ xíu luôn á thì không thích ba. Lý do? Do thì đàn ông thì hay nhậu về xong cái say xỉn rồi cái kiểu là nghèn vậy đó. Kiếm chuyện. Cái kiếm chuyện đại khái là gì á thì giống như là cái đó không thích, tại giống như là mẹ đi làm về mệt không cho nghỉ ngơi rồi này kia nọ rồi cứ vậy hoài, cái thời gian đó là không thích. Ba mẹ có thường xuyên gây nhau? Ngày xưa thì chắc cũng thường à. Cho nên thì trong đầu em lúc đó cứ nghĩ là không thích ba. Nhưng mà sau này khi mà mình lớn lên á thì cái kiểu cũng như bị thiếu cái tình cảm của ba á. Mình không hiểu, mình chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng mà thực tế là không phải vậy. Dù có như thế nào thì không có ba thì làm sao có mình trong ngày hôm nay được. Anh thấy đi, tuổi thơ của anh và Tân đã chứng kiến những cái trận say xỉn của ba rồi. Thế thì khi mà đứa em của mình nó lớn lên, nó bắt đầu nó biết nhậu thì những cái hình ảnh đó nó có gợi lại trong anh những cái ký ức về ba không? Thằng này thì nó nhậu đâu, nó không có như ba. Nó nhậu xỉn là nó ngủ, chứ nó không có giống như ba hồi đó, giống như là có thói quen nhậu vô là phải lẹ nhẹ chút xíu. Còn thằng này nó đi nhậu lúc mà nó chưa có gia đình, lúc mà nó mới vừa lớn á, mẹ nói mà Tấn mày kêu em về, Tấn điện một phát ngọt lên trong vòng nửa tiếng phải chạy về. Mà kiểu ba ngày xưa không phải là về mà đập phá rồi quýnh đập vợ con, không phải. Ba em ngày xưa là hội trưởng hội quân học sinh á, là cũng tất cả đơn từ rồi ở sớm là viết đơn gì á là xếp hàng từ đầu cuối là vô nhờ ba viết đơn này, nhưng mà ba sẽ giỏi lắm. Chỉ có như là về hay là nhẹ thôi, chứ không phải là một cái chuyện như nó lớn lao lắm. Rồi bây giờ nói chung là cái cuộc sống của em, trong công việc em thì anh đã thấy rằng có những cái bước tiến. Và bây giờ anh hỏi em, còn điều gì mà em chưa làm được cho mẹ không? Em thì thứ nhất là cái nhà, thứ hai là em sẽ mở một cái quán ăn nhỏ để cho chị hai với mẹ rồi tất cả người trong gia đình mình đều buôn bán trong gia đình mình hết, để cho cuộc sống thì nó có cùng ra làm vô cùng làm. Dạ. Anh nghĩ là sẽ được, là thấy bà là nấu ăn rất ngon. Đúng rồi. Cái vị ngon mà cách trang trí, cách trình bày nó cũng đẹp nữa. Thành ra là anh nghĩ là với kinh nghiệm của mẹ và với một cái sự hợp lực của các thành viên trong gia đình thì anh nghĩ là cái chuyện nó không xa đâu Tân. Yeah. Tại vì anh có hỏi mẹ, anh hỏi là có bao giờ mà Tân gây lộn nhau không? Thì mẹ nó không có. Thì anh tin rằng là cái việc mà hai anh em cùng thực hiện ước mơ này thì nó, anh nghĩ nó không khó.
đúng không Lan? Dạ. Em nhìn thấy ở cái gia đình này nha, một cái tình thương á, nó nhiều lắm, nó đầy vô cùng luôn. Mặc dù có thể về kinh tế nó không có được thoải mái lắm. Bây giờ mình chơi một trò chơi trắc nghiệm đi. Bây giờ mình sẽ có từ 3 đến 5 câu hỏi. Đó, bây giờ anh đố hai anh em luôn nè. Mỗi một khi mà mẹ Ánh tức lên, tức hai đứa, thì cái câu cửa miệng của mẹ đó là câu gì? Chà, nó bí. Nói đi. Đó. À, không nhớ luôn hả? Mẹ đâu có khi nào tức hai đứa đâu mà nhớ. Có đó nghe, hồi nãy tôi hỏi rồi. Anh Tân có nhớ không? Chắc là vì dạo này lấy vợ rồi, cho nên là mẹ bao có chửi nữa. Câu đó câu gì của Bánh? Khốn nạn. Lâu rồi đó. Giờ ta trưởng thành rồi. À, không còn được nghe lâu rồi, không được nghe. Đó. Rồi bây giờ hỏi câu tiếp theo nè. Mẹ thích ăn món gì nhất? Đúng là con trai không có tâm lý như con gái. À, ta có biết không? Nó bí luôn rồi. Bí luôn rồi đúng không? Món mắm kho. À, có giờ thấy mẹ ăn mắm kho. Mẹ thèm gì mẹ ăn cái đó thôi. Mẹ thì mẹ nấu, mẹ thèm gì thì mẹ ăn đó thôi. Bây giờ anh đố em luôn nè. Mẹ ghét nhất cái tính gì của em? Mẹ với vợ làm gì không thích em là nhậu nhiều thôi chứ ngoài ra em ngoan hết. Rồi mẹ không thích anh Tấn ở điểm nào, phải không? Mẹ lúc nào cũng thích em. Chính xác luôn. Câu này là cái câu rất ư là truyền thống luôn nè. Giờ đố hai anh em cùng nói nha. Nào nói sai là húp nguyên con canh này đó. Ngon rồi. Sinh nhật mẹ ngày nào? 16 tháng 6. Miệng ra. Chưa kịp luôn. Thông cảm này nó làm nghệ thuật thì có thể là nhiều khi nó nhanh, nó tiếp xúc nhiều, nó nhanh. Còn như anh hai lại chỉ có đi làm công việc, ít tiếp xúc với mọi người nhiều. Sinh nhật mẹ nghe mấy. Không kịp á. Thôi sinh nhật của ba ngày mấy. Không biết luôn. Ba là em thua luôn. Không biết luôn đúng không? Không biết. Chỉ người phụ nữ này biết thôi. Là ngày 16 tháng 8. 26 tháng 3. 16 tháng 8 là sinh nhật vợ em. Trời ơi, chị anh nói lộn. Cô nói con nghe lộn mà có. Chà, tự nhiên nói sinh nhật vợ nó vậy. Giờ hỏi nè, hai anh em có biết mẹ thích được tặng quà gì không? Mẹ thích tiền thôi. Cứ đưa tiền với đưa vàng là quái à. Đúng không cô Anh? Không. Bây giờ nó mình muốn cho nó tặng tiền, tặng vàng mà nó không có cái đó thì nó tặng cái gì mình cũng phải lấy. Nó cái gì cũng được. Ví dụ nó năm nay nó làm ăn có tiền nhiều thì nó mua cho mình chỉ vàng. Yeah. Sang năm nó làm ăn không được nó cho mình 500 cũng vui, là của tình cảm mẹ con chia sẻ với nhau. Dạ. Nói chung ngày hôm nay thì hết thì cảm ơn anh Thuận với Lan ghé thăm nhà em, dùng bữa cơm nhà em. Hy vọng một ngày không xa em mà sẽ tiếp anh chị không phải căn này nữa mà là căn khác. Đúng căn rồi. Căn của em nha. Đúng rồi. À, với lại có đôi lời nói với mẹ, nghĩa là trước giờ là em hơi khô, có thể hiện được gọi là gì tình cảm gì đó. Nhưng ngày hôm nay thì nhân dịp chương trình gõ cửa thăm nhà, có món quà muốn tặng mẹ. Wow. Nói chung là biết mẹ cũng thấy là thích mặc áo dài, nên là mua sắp giải đó mẹ. Mang bộ áo dài mai mốt là tân gia nhà mới mặt này nha. Trời ơi, cảm ơn con nha. Bắt mở ra một cái rồi cái áo dài cái màu mình cũng thích. Wow, quá đẹp luôn. Dễ thương quá. Vậy là mặt cái ăn tân gia rồi. Anh em con không có nói biết cái gì hơn, nói chung mà chúc mẹ lúc nào mình khỏe như vậy mà. Giữ cháu nội, giữ cháu nội cho cậu con. Cảm ơn con trai đã tặng cho mẹ cái áo dài. Còn mẹ thì muốn cho hai đứa con là anh em hòa thuận với nhau, không được gây gổ gì hết, là cô rất là mừng. Hai vợ chồng này thuận thảo với nhau, một nhà vui vẻ là cô rất là mừng. Dạ. Yeah. Yeah. Được không? Được chứ. Mà con cũng hy vọng rằng là tất cả những gì mà Tân muốn tháo gỡ nó sẽ gỡ được hết nhờ cái sự ủng hộ tinh thần của cô. Yeah. Và anh cũng chỉ biết chúc em tất cả những gì mà em mong muốn, mà em ước ao, mọi thứ sẽ được hoàn hảo và sẽ được trở thành hiện thực trong năm sau nha.